Hi, xin chào mọi người đã quay trở lại kênh YouTube siêu tầm điện thoại cổ của mình. Thì hôm nay mình mới vừa về một thùng hàng. Sẵn đây mình quay video cho mọi người cùng xem. Để xem bên trong cái thùng hàng này nó có những chiếc điện thoại nào nha mọi người. Thùng hàng này thì mình chưa đụng gì hết. Đó, giấy tờ, đồ băng keo nó còn dán y nguyên hết nha mọi người. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mở ra phía bên trong. Ok mọi người, thì mình đã gọc xong phía lớp keo phía bên ngoài của chiếc hộp này. Đây, giờ mình sẽ mở ra phía bên trong. Giấy lót đồ còn nguyên hết. Đây, để mình quay lại cho mọi người dễ xem. Đây, đầu tiên đó là cái tai phone nha mọi người, tai nghe. Tai nghe này mình mua về để mai mốt mình thử nha, trên mấy cái con Nokia của mình. Em này thì còn mới luôn. Tiếp theo, giờ để mình mở hết cái lớp keo phía ngoài nha mọi người, cho nó mọi người dễ xem. Đây là em nói sau khi mình đã mở lớp keo ra rồi nha mọi người. Không biết mọi người có đoán được em nói là Nokia gì không? Những ai xài qua em này thì chắc nhìn chiếc hộp là sẽ biết nha mọi người. Đây, để mình zoom gần cho mọi người này. Đó, tới đây thì mọi người cũng đoán được đó là chiếc Nokia nào rồi. Em nói chính là Nokia 7610, hay còn được gọi là chiếc lá lớn. Đây. Giờ mình sẽ mở sơ phía bên trong cho mọi người cùng xem. Đây là em nói nha mọi người. Ngoại hình nhìn chung còn rất đẹp. Giờ mà kiếm được mấy em gan new mới 100% luôn thì hơi khó nha mọi người. Đa số toàn là mấy em qua sử dụng không. Ok, giờ tiếp theo đó là hai em Nokia này. Hai em này của mình là mới là gen new nha mọi người, mới 100% luôn. Giờ mình sẽ quay chi tiết cho mọi người cùng xem. Đây, em đầu tiên đó là Nokia N85 nè. Em này nhà mạng Orange One. Đây, mọi người có thấy cái lớp siêu không? Này nó người chủ cắt ra để test máy thôi. Đây, pin em nó này còn nguyên nguyên siêu trên màn hình luôn nha mọi người. Để mở sơ cái chọn cho mọi người xem nó.
phụ kiện đồ còn đầy đủ hết, sạc cáp đồ, máy chưa sử dụng còn brand new luôn. Giờ mà kiếm mấy em gì rất là khó nha mọi người. Giờ mình sẽ để qua một bên. Đây là em cuối cùng. Đây em này không biết mọi người đoán nó là em nào không. Đây là em Nokia N97 nha mọi người. Đây. Em này của mình thì cũng brand new luôn. N97 thì như nó có hai loại. N97 này và một em nữa là N97 mini. N97 mini thì nó nhỏ hơn em này. Mình sẽ mở ra phía bên trong. Em này cũng brand new luôn, mới 100% luôn nha mọi người. Nó còn nguyên nguyên siêu trên màn hình luôn, pin mở phía bên trong. Đây phụ kiện của em nó nè, cáp nè, tai nghe rồi, sạc rồi, tất cả còn mới 100%, chưa sử dụng gì hết. Giờ mà kiếm mấy em này mà brand new cũng cực kỳ khó nha mọi người. Ok thì video của mình đến đây xin kết thúc, hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo. Thì những em này mình sẽ làm từng video unboxing riêng cho mỗi em nó. Hy vọng mọi người sẽ xem vào những video tiếp theo.